những con dấu, tự mình tìm đến không gian nhỏ này để được tận tay học cách khắc ra chúng. Dù các công đoạn yêu cầu sự tỉ mỉ, cần mẫn, nhưng nó lại mang đến những giây phút vô cùng thư giãn và thú vị đối với mỗi người khi lần đầu tiên cầm dao khắc. Người khắc dấu này cảm thấy nó tinh thần, nó thoải mái lắm, sáng mở cửa ra làm khắc dấu cho người khách đến làm xong người ta cầm cái con dấu của mình về một cái đất nước của người ta mà người ta cảm thấy vui sướng, là hai bác cảm thấy tự hào lắm. Trong không gian nhỏ bé của tiệm khắc dấu, cả chủ và khách, người thợ lẫn người khách du lịch đều tìm được niềm vui và sự trân trọng đối với những nét đẹp của văn hóa dân gian. Dẫu trò vẫn đau đáu về sự mai một của nghệ thuật khắc dấu, nhưng được mang tới niềm vui, hạnh phúc cho mọi người lại là một nguồn động viên lớn lao cho những người thợ thủ công. Phải chăng đây chính là cách nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe tinh thần mà gia đình người nghệ nhân này đã sở hữu suốt hàng chục năm qua? Đi khắp các con phố, nẻo đường Hà Nội, ở đâu chúng ta cũng bắt gặp những hơi thở gấp gáp, vội vàng của nhịp sống đô thị hiện đại. Tuy nhiên, ít ai biết được rằng, trong lòng của sự hối hả ấy, vẫn có những con người cặm cụi miệt mài bên con dấu để lưu giữ một nét văn hóa truyền thống của Việt Nam.